dạng sáng ngày 27 tháng 10, cụm khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy lớn. Vì sự việc xảy ra thời điểm công nhân đang nghỉ ngơi, nên khi ngọn lửa lan rộng, công nhân không xử lý kịp, khiến một người đã tử vong và thiêu dụi nhiều tài sản. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, Bắc Giang và giữa đêm ngày 26, dạng sáng ngày 27 tháng 10, tại một khu công nghiệp trên địa bàn xã Quang Châu đã xảy ra cháy lớn, thiêu dụi hơn 1.600 m2. Theo đó vào khoảng 11 giờ đêm ngày 26 tháng 10, tại khu vực lán trại của công nhân khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang, bất ngờ xảy ra cháy. Vì sự việc xảy ra vào thời điểm công nhân đang nghỉ ngơi nên khi lửa lan rộng thì không thể xử lý, dẫn đến hàng nghìn người bỏ chạy tán loạn ra khỏi khu công nghiệp vào giữa đêm. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy. Mặc dù vậy, do đặc thù khu vực xảy ra cháy nhiều đồ dùng, vật dụng dễ bắt lửa, dẫn đến việc đám cháy bùng phát và lan nhanh. Vụ cháy thậm chí có thể quan sát từ rất xa, cột khói cao hàng chục mét, nhiều người dân đứng cách hiện trường một khoảng cách vẫn cảm thấy nóng và ngạt. Phải đến hơn 3 tiếng sau, khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 10, vụ cháy mới cơ bản được kiểm soát. Hậu quả vụ cháy tại khu công nghiệp Quang Châu gây thiệt hại cho 4 khu nhà, diện tích cháy khoảng 1.600m2. Hiện vụ việc vẫn đang được thống kê thiệt hại, nhưng theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, đã có một người tử vong. Lực lượng chức năng công an huyện Việt Yên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Có thể thấy những ngày gần đây liên tục xảy ra những vụ cháy thương tâm gây ra thiệt hại về người và tài sản. Hầu hết các nguyên nhân dẫn tới đều là sự cố về thiết bị điện và sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, tránh sự cố hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra.